luật chia ly. Tiếng Bali gọi là Bija Vina Bhavata. Tức là mọi thứ trên đời có tụ hội thì có giải tán, có phát sinh thì có kết thúc, có hội đoàn á thì phải có chia ly. Cũng giống như khóa tu có mấy ngàn người có mặt ở tại tu viện Tường Vân vì tin tưởng vào Thượng Tọa Phước Tiến. Rồi bây giờ mình có thêm các bạn đạo mới, rồi mình rất là tâm đắc với những người bạn đạo mà mình nó có cơ hội được tiếp xúc trong khóa tu. Nhưng mà rồi cuối cái ngày khóa tu rồi mà chúng ta cũng phải chia tay thôi, mạnh ai lấy về nhà mình ở. Thì trong các tổ Trung Quốc có một cái bài kệ như thế này: nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hoạn chi thời các tự phi. Cái tình người đó cũng giống như đàn chim tối về đó vào trong cái tổ mà ngủ. Khi mà đại nạn xảy ra thì mạnh con nào lấy bay. Cái đó không phải là phản ánh về cái tình trạng gọi là bạc bẽo của cuộc đời. Trong lúc mà chúng ta dư giả hạnh phúc tràn đầy đó thì mình còn nghĩ đến anh em, cha cha, con, mẹ. Nhưng mà đến lúc mà cái chết diễn ra thì mạnh người nào lấy đi thôi, không thể đi chung. Lúc đó mỗi người chỉ lo đến cái trạng thái sợ hãi của bản thân mình thôi. Cái quán tượng đó, hiện tượng mạnh con chim nào lấy bay, mỗi người phải tự chia ly. Có người phải kết thúc cuộc đời này mới có mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi trong bào thai. Có người mới được sinh ra cũng vài tháng vài năm chết. Có người được vài chục tuổi, có người đó là tuổi thọ, có người chết yểu. Cái sự chia ly đó không thể nào không xảy ra. Dầu làm cha mẹ có thương và nói rằng là xin Phật gia hộ thay thế mạng sống con cho con của con, cũng không vì thế mà làm được. Có nhiều đứa con nó phạm pháp, bất hiếu với cha mẹ, không nghe lời khuyên, cuối cùng là bị đền tội trước pháp luật. Thì người cha người mẹ là bệnh tật, nói là giá mà tôi có thể vào trại giam để thế cho con của tôi, để con tôi có một tương lai tươi sáng, có được không? Không. Cái quy luật đó không phải ai cũng nhận ra được đâu. Do đó sự chia ly nhắc nhở chúng ta phải vượt qua tâm lý luyến ái và dính mắc. Mọi thứ phải để lại sau lưng. Khi mới sinh ra chúng ta đâu có ai mặc quần, phải không ạ? Không có ai có áo. Chỉ có hai bàn tay trắng, dính máu đầy trên cơ thể. Lúc ra đi thì có được một vài thứ. Cái gì? Áo quần. Và là Phật tử tuần thành thì quý vị nên khuyên con cháu đừng bỏ áo quần, vàng bạc ngọc ngà châu báu, những thứ mà cái người lúc còn sống sử dụng thường xuyên. Vì thực tế có ai xài được đâu. Vì dân gian người ta mê lầm á, ta nghĩ rằng là sau khi chết con người tồn tại dưới lòng đất, cho nên tiếp tục sử dụng những vật dụng này. Có bao nhiêu bộ quần áo đẹp đó là bỏ trong cái hòm hết, vô ích, lấy cái đó tặng cho những người nghèo. Ai Cập là quốc gia có nạn mê tín này thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Cho nên lúc mà còn sống, các nhà vua thường được gọi là pharao ít có quan tâm dân chúng, mà phải xây một cái kim tự tháp hoành tráng để đời hàng nghìn năm. Dưới đế của kim tự tháp thì để ngọc ngà châu báu, và thi thể của nhà vua đó phải được ốp xác để có thể tồn tại thêm 2-3 ngàn năm. Theo luật lúc bây giờ, khi vua chết, ngoài cái việc chôn ngọc ngà châu báu cho vua hưởng thụ, thì hoàng hậu và các cung tần mỹ nữ được vua sủng ái khi còn sống phải được chôn sống theo. Có bà vợ nào muốn chết cùng với chồng không? Không có đâu. Nếu có thì đó là
và vì là ái luyến nặng quá thôi. Và rất nhiều bà vợ mới than là: anh ơi, anh chết rồi, để em lại một mình rồi ai lo cho em. Không phải là chết khóc người mất mà khóc cho chính mình. Vì thế đi phân tích ra đó, lúc đó có bạc bẽo lắm, có nhiều cái sự thật rất là bạc bẽo. Không phải thương tưởng người chết ra đi, mà thương tưởng chính mình là vì mình còn lại mình, không ai chăm sóc mình. Cái sự chia ly đó chúng ta phải chấp nhận. Dầu người thân á có buồn khóc cho sự ra đi của mình hay là ăn mừng, thì chúng ta cũng không được buồn, không được giận trong lúc mà mình đang hấp hối. Vì thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92, tiếp xúc với nhiều gia chủ lắm. Có nhiều người con nói là: thầy ơi, thầy giúp cho gia đình của tôi làm một cái lễ gì đó để cho cha tôi chết sớm. Mình nghe mình muốn xót cái ruột, đau lòng. Hỏi tại sao mà anh muốn như thế? Anh ấy trả lời: ba tôi nằm mấy năm trời, sống không được, chết không xong. Tôi và anh em tụi tôi đó phải thay phiên nhau chăm sóc, bỏ công ăn việc làm mà gia đình rất là nghèo khó. Cho nên nếu tình trạng này kéo dài đó thì tôi không biết tôi phải tồn tại bằng cách nào. Vì không đi làm thì mất việc, nghỉ nhiều quá cũng bị đuổi việc. Tức là họ bất hiếu trong một cái tình trạng gọi là bất đặng đừng. Người ta phải nói nếu lỡ mà anh có mất việc cũng phải chấp nhận. Việc cha mình hay là mẹ mình mà sống tuổi thọ là cái phước sống, là sống thọ. Phải biết đó là hãnh diện về việc đó, chân quý về việc đó. Còn sống thọ trong trạng thái không khỏe mạnh đó là một cái nghiệp khác. Cho nên không phải mà mình muốn mà cha mình sẽ chết sớm hơn, không có chuyện đó. Mỗi người có cái nhân duyên về sự sống và cái chết. Cái sự chia ly đó ra đi trong cái thời điểm nào đó là nghiệp riêng của mỗi người quyết định, không ai can thiệp được. Dĩ nhiên có những cái tác động tích cực, đó là những cái tư vấn mà Phật giáo gọi là hộ niệm trong lúc hấp hối. Thường mà thầy mà đi những người nào mà bị bệnh lâu á, thì thầy sẽ tư vấn cho họ buông hết, đừng luyến tiếc nữa. Nếu là luyến tiếc tình yêu, tình vợ chồng, hay luyến tiếc tình thương dành cho con, luyến tiếc sự nghiệp, thì mình tư vấn cho họ xong rồi sau một cái khóa lễ thầy về khoảng chừng 1-2 tiếng người ta báo là ra đi rồi. Cái đó không phải là mình chủ hiểu nha, nhưng mà giúp cho người đó phải chấp nhận sự chia ly. Vì chia ly đó là một quy luật. Nếu mà kéo dài trong cái trạng thái khỏe mạnh thì rất là tốt, nhưng mà kéo dài trong trạng thái đau đớn trên cơ thể, không còn biết gì nữa hết, là khổ lắm. Thì có một Phật tử ở Đức thường xuyên nghe băng giảng của thầy. Lúc mà thầy qua giảng đó, thì ông chồng á cũng rất là quý trọng, cho nên là sắp xếp để thầy đi vào bệnh viện thăm. Bà nằm bất động ở trong bệnh viện là cũng cả một vài năm nè. Nhưng mà vì bà kính trọng thầy, cho nên vào đó thầy kê vào cái lỗ tai gần thầy nói. Thì tự xưng thầy là thầy Nhật Từ, cũng gặp vợ chồng của cô mấy lần rồi. Nếu mà cô cảm nhận được thì hãy cho mấp máy cơ thể và để nghe thầy khuyên. Vừa nghe xong cái đó là mắt là nhíu mấy cái, tay quậy được một cái, bình thường là không có cỏ quậy vậy đó. Cho nên đó, những cái tần số tâm thức mà khi mà nó giao cảm được với nhau đó, thì các cái hiện tượng đó, là thần kinh thực vật đó vẫn có thể hoạt động được về phương diện tâm thức. Và chúng ta phải nhắc nhở về sự chia ly, mà cái chia ly lớn nhất ở trong một đời người đó là cái chết. Chúng ta phải bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ, không có liếu tiếc được. Thì lúc đó đó, cái sự ra đi nó mới nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nó khỏe cho mình mà nó cũng khỏe cho người thân. Cho nên thầy mới nói với các đệ tử xuất gia của thầy đó, nếu mà bác sĩ mà chẩn đoán thầy không qua khỏi, đừng có tiếc liếng gì, còn nước còn tác gì cho nó mệt, cứ đem về chùa. Là nếu 3-4 ngày nữa mà bác sĩ nói là chết, là đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy hiến não liền, hiến mô tạng liệt, hiến giác mạc để cứu cho nhiều người. Và thầy cũng khuyên mọi người mình mạnh dạn làm như thế.